Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối ví MetaMask với trang Bancash Swap đó. Thì đầu tiên các bạn phải có tài khoản MetaMask. Các bạn tải app MetaMask về điện thoại, sau đó các bạn tạo tài khoản mới, hoặc nếu các bạn có tài khoản rồi, các bạn có thể nhập Private Key để lấy lại tài khoản cũ. Sau khi các bạn vào tài khoản rồi thì nó có cái phần cao, thì giờ mình sẽ vào MetaMask, mình sẽ vào ví ví thì các bạn có cái mạng Ethereum nè. Ethereum là cái mạng chính, còn cái mạng Binance Smart Chain này nó chưa có thêm, các bạn phải tự thêm vào. Các bạn muốn thêm thì các bạn phải vào ba dấu gạch nè, các bạn nhấn cài đặt, sau đó các bạn vào mạng thì các bạn nhập thêm mạng nè. Ở đây nó có các thông số thì các bạn nhập như là mình nhập nha. Thông số ở đây Binance Smart Chain, URL, RBC, mã chuỗi, ký hiệu, URL, khám phá khối. Sau khi nhập rồi các bạn lưu lại là được. Thì có mạng rồi thì các bạn sẽ kết nối với cái ví hoặc là sàn, ví dụ như token. Các bạn dùng token mạng nào thì các bạn phải chuyển đổi mạng đó. Ví dụ như token của bạn đang ở Binance Smart Chain thì các bạn chọn BSC, Binance Smart Chain. Còn Ethereum thì các bạn chọn Ethereum. Nó đơn giản vậy thì các bạn mới mới thấy thấy token. Còn cái phần mà kết nối ví với Bancash Swap thì các bạn vào trình duyệt nè. Ở đây các bạn hủy đi. Ở đây mình đang đang sử dụng, mình vào ví lại. Tại mình nãy mình đang sử dụng Binance Smart Chain. Mình sẽ vào trình duyệt. Trình duyệt thì khi mà các bạn vào cái giao diện nó sẽ như thế này, các bạn disconnect ra. Bancash Swap là giống như một cái chợ để các bạn mua con bằng BNB hoặc là BUSD, ETH tùy. Các bạn sử dụng đa số là sử dụng BNB để swap con nha. Nhấn Connect Wallet, ở đây các bạn chọn thẳng luôn là MetaMask nè, thì nó sẽ tự động connect. Hiện tại tài khoản mình là không không đồng. Ở đây nó có cách farm con, rồi các bạn tìm hiểu thêm. Cái này cũng khá là thú vị, mình cũng chưa có rõ lắm, mình chỉ hướng dẫn các bạn cách kết nối thôi. Thì lịch sử giao dịch bên đây có rất là nhiều, xem trên BSC này các bạn có thể xem. Đây là địa chỉ ví của mình. BSC Binance Smart Chain thì có 2 con, còn các bạn muốn coi trên Ethereum thì nó sẽ có, các bạn chọn vào ví lại và các bạn chọn mạng Ethereum. Ethereum thì các bạn chọn xem trên Etherscan nè. Etherscan thì cái này mình có tới cái ví này mình làm mà airdrop rất là nhiều con. Ví này mình làm lâu rồi. Kucos này mình làm cũng lâu. Nhưng mà hiện tại thì cái con Kucos này là không có giao dịch được, tại vì nó kiểu nó làm lại cái con đó, nó không phải cái con Kucos đó nữa. Không không có chuyển lên sàn bán được. Zoom token dust. Con này con rác không các bạn, nhưng mà hiện tại thì mình làm những con này chắc cũng 3 4 năm rồi mà nay nó vẫn còn. Hiện tại thì mình quay trở lại ví này để mình làm đó. Các bạn có thể kiểm tra mạng, ở đây là mạng thì các bạn sử dụng qua lại 2 mạng Ethereum và BSC.
thêm token thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm token. Đơn giản thôi, các bạn vào CoinMarketCap hoặc là CoinGecko, các bạn sẽ tìm một cái đồng coin nào đó. Ví dụ như mình sẽ tìm con vừa list Binance đi, Zo này. Zo đây mình sẽ nhấn info. Info ở đây nó sẽ có Locksvay, cái đồng này nó không hỗ trợ. Mình tìm đồng khác. Ví dụ đồng Quy đi. Quy là mạng Avax. Bên Quy hình như mạng Avax. Hai hai cái đó là chung. Mình sẽ kiếm một con mạng BSC, khó quá. Không nghĩ ra con nào. Thì mình có cái con 2 đi, mình vào cái con 2 2 Street. Các bạn vào info này các bạn sẽ thấy ba cái dòng. Đó là ETH Explorer, Ether Scan và BSC Scan. Thì Ether Scan đó là các bạn chọn theo add con theo mạng Ethereum, ETH. Còn cái mạng BSC đó, thì các bạn add theo cái đồng con BSC. Các bạn kích vào con. Ví dụ add mạng nào thì các bạn sẽ dùng contract của mạng đó các bạn thêm vào. Ví dụ ở đây các bạn thêm contract vào. Các bạn dán contract vào đây. Dán vào sau đó các bạn kích xuống là tự động nó thêm, sau đó nhấn thêm token. Tạm thời thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về sơ sơ về cái ví này. Ví này nó rất là tiện. Tiện hơn ví Trust Wallet nhiều. Mình xin kết thúc video hướng dẫn tới đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.